Xin chào. Sau 2 ngày học hành và hôm nay được đánh chén. Bây giờ là bắt đầu khoai kết quả một chút. Ở bên những cái nhà nó đang xây nên là con bé nó đang đập phá hơi mạnh. Đây. Chị ấy hình như chị mới học một ngày nhỉ? Ngày thứ 2. Hôm nay là ngày thứ 2 đây. Lên giấy đây. Chị ăn hôm nay chị ăn ít lắm, có 4 bát thôi. Hôm nay được ăn lẩu gà, ăn xong no quá về không được. Hôm nay được liên hoan ở tại Hồ Chí Minh. Đây chị là ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ 2. Ngày thứ 2. Nói là trò này rốt rất lớp á. Nhận rốt lớp nhất lớp hả? Đâu bài của em đâu, xem nào, phê cho mọi người xem nào. Nghe nói để học trò giỏi này hả? Đây. Đây là A4 nha. Đây, đậu ly đây, dọa cho mọi người xem. Cá là bút. Bạn ấy tên là gì nhỉ? Nick Facebook là tí chuột đấy hả? Dạ. Dạ, đổi ngay nha. Xin lỗi mọi người có điện thoại nha. Chắc mình bị dừng đi. Nick Facebook là tí chuột, ai muốn liên quan hay là... Mình đang gọi thì đang live stream thì có người gọi, xin lỗi. Sorry. Này, học trò từ Đồng Nai. Tôi nào gọi nữa, tôi chửi nha. Bắt đầu đến lúc chửi thế này. Gọi nhiều quá. Rộng thế này. Bài đi nha, mọi người nhìn này. Đó. Ở bên nó đang đập phá hơi mạnh. Đây, Bình Thuận đây. Hàng hot girl đây. Đây, mọi người xem nha, 2 ngày hết. Đây, chàng đẹp trai nhất học nhất lớp đây. Đi đừng run, vẫn đẹp trai rồi, đừng run. Bài ra. Chung là đội này học xem nhau đấy. Có cái gì trên đầu nghĩa là con này là học tốt nhất thôi. Đấy chị vừa nhận học tốt nhất thôi. Đây quay tiếp. Chị rất chịu khó đi học. Thái này hả chị? Bạn ấy đang lên giấy rồi, A4 rồi. Mọi người xin lỗi mọi người là bên nhà họ đang xây nhà nên là nó hơi đập phá tí. Những cái nét làm sao đi cho nó chuẩn, nó cần nhau ấy. Những cái chỗ này là hay bị sai nên là tô đi tô lại đúng không? Nên làm sao sau này là không được sai nữa, nghe không? Phát nó mới chuẩn đấy. Nói chung là cũng dần dần ok. Chị này là học dở nhất lớp. Lại dở nhất rồi, lại có 2 người dở nhất rồi hả? Nói chung là mọi người học rất chăm chỉ. Ngày mai thì là sẽ học, khi mà cứng hết bắt đầu là sẽ học đến những cái bài mà cực kỳ quan trọng. Hôm nay cũng có vắng mấy bạn học theo ca. Theo ca mai làm đi thì không đi rồi. Các bạn có cái câu hỏi gì thì có thể inbox hay là comment, sẽ có người giải đáp nhé. Nên đang livestream lên tí cho nó.
khoe mọi người tí. Chào mọi người.